dòng một mình anh bước tiếp đi. Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi, xin anh đừng chậm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh. Anh đang ở đâu đây anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận vơi nơi có tiếng yêu mới đến. Anh đâu đâu cho người yêu vài câu luyến thương, hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong.